Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Trao đang có mặt tại huyện Hà Quảng thuộc tỉnh Cao Bằng, và hành trình khám phá ngày hôm nay thì mình lang thang vô định tới một cái vùng đất mà cũng rất là hoang vu, rất là vắng vẻ. Thời điểm mình tới thì trời nó đang nổi những cơn dông, mây đen thì đang giăng khắp lối rồi, khả năng là mưa rất là cao, hình như là mưa đã đuổi kịp mình rồi thì phải. Chúng ta sẽ phải rảo bước nhanh hơn để tới ngôi làng phía trước này. Ngôi làng cũng hoang vu hẻo lánh lắm, không biết là ở đây thì là nơi sinh sống của những người đồng bào dân tộc gì nữa. Ở trên Cao Bằng thì cũng rất là đa dạng các đồng bào dân tộc, và mỗi vùng đất thì cũng sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều những cái điều thú vị. Mưa nó đang ở đằng sau Trao ấy mọi người ạ, cơn mưa ngay đằng sau rồi, và quãng đường đi bộ vào trong còn rất là dài. Với Trao thì Cao Bằng là một vùng đất còn rất là mới mẻ và có rất nhiều những cái điều thú vị. Trao sẽ cố gắng trong chuyến đi này sẽ khám phá được thật nhiều những cái điều hay ho nhất để gửi tới tất cả quý khán giả. Đây, bây giờ mới gặp chiếc xe máy đầu tiên. Nhưng có vẻ còn xa nhau quá. Anh ơi! Ủa? Chị ơi, anh ơi! Thôi, không đợi rồi. Có vẻ như mà mọi người cũng sợ người lạ hay sao ấy. Gọi phát nổ máy xe đi luôn, đi thẳng luôn, không ngoái đầu lại một giây nào luôn. Đây, cơn mưa phía xa xa kia kìa. Bây giờ thì Trang đã đi gần vào phía bên trong của cụm cư dân đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút nhé. Có một nét rất là đặc trưng khi mà Trao đến Cao Bằng, Trao thấy là ở đây thì thường là có rất nhiều những ngôi nhà họ lợp bằng cái mái ngói âm dương ấy. Và khi mà cái mái ngói âm dương nó cũ đi ấy, nó tạo nên một cái màu hơi cũ một chút, hơi xỉn một chút, nó nhuốm một cái màu thời gian ấy. Đó, nhìn nó cũng khiến chúng ta cảm thấy nó rất là quyện và với cái phong cảnh ở trên vùng núi ấy. Đang ngồi hút thuốc. Chào anh ạ. Vâng. Anh ở đây là bản người dân tộc gì anh? Bản ở đây là người dân tộc gì anh? À, dân tộc Nùng à. À, người Nùng à? À, thế ạ. Đông không ạ? Ngoài mấy hộ này. À, mười mấy hộ thôi ạ? À, có mười mấy hộ thôi. Rồi, em cảm ơn nhé. Vâng. À, tôi thấy có một chút là cái gì đấy lạ lạ phía cửa này, có chữ này, là chữ này là chữ gì anh? Chữ này ừ, chữ này ông thầy mo làm đó. À, ông thầy mo làm nên mình không biết à? Vâng. Ok, thôi được rồi, chúng ta cứ đi sâu vào trong nữa đi. Có vẻ như là cũng rất là có điều kiện kinh tế đấy. Nhà toàn là nhà xây này, nhà tường này. Nhưng mà hơi thưa thớt nhỉ? Tại sao nó lại thưa thớt như vậy nhỉ? Một cái vùng đất mà có vẻ cũng khá là lành nhỉ chứ? Toàn là nhà giàu chứ? Ôi, trên trời ông trời vẫn đang hát karaoke thì phải. May ông không chụp ảnh. Ông làm tí ảnh ọt nữa thì là tí sấm chớp này hết hồn hết vía. Thank you.
Người Nùng thì Chao cũng chưa tiếp xúc quá nhiều, Chao chỉ tiếp xúc ít ít thôi, nhưng mà họ cũng có cái hệ ngôn ngữ tương đồng với người Thái cũng là người Tày và một vài đồng bào dân tộc khác nữa, để có những câu thì mình vẫn có thể nghe được. Ôi trời ơi, sao đóng cửa hết thế này, im ắng thế nhở. Lẽ ra mưa gió thì mọi người phải trở về nhà rồi chứ nhở, không thấy ai cả. Hơi rợn này. Tại vì cái chỗ này nó cũng hơi hẻo lánh ấy, mọi người, nó cũng không phải là chỗ sầm uất gì cả, nó xa đường to. Vắng vẻ đấy nhở. À đây rồi, Chào đã nhìn thấy thêm những ngôi nhà truyền thống rồi. Chúng ta sẽ thử đi vào khu vực có những ngôi nhà truyền thống nhỉ. Đây này, nhà truyền thống đây rồi, cũng gần đường to này. Xem có ai ở nhà không nhá. Đây có rất nhiều những cái chum như này, không biết là những cái chum này chắc là để chứa nước rồi. Một cái cách để chứa nước rất hay, đựng nước vào những cái chum to như này. Đây, chào thầy có cả vòi vặn nhỉ. À, con chào ông ạ. Vâng, ông ơi mưa quá cho con chú nhờ một xíu được không? Trời mưa quá con vào nhà mình con chú nhờ mưa một xíu được không ạ? À, ông nặng tai rồi. Dạ? Trời mưa ấy cho con vào nhà mình con chú mưa nhờ một tí được không? Trời mưa ấy, con vào nhà mình con chú mưa nhờ một tí được không? Dạ. Vâng. Lương à. Dạ. À, chào cháu. Lương à. Vâng. Trời mưa ấy, cho cháu chú nhờ mưa một tí được không? Được. Chú nhờ thì được. À vâng vâng. Mưa quá. Chú đi đâu về đấy? À chào hai đứa nha. Chú đi chơi. Ở đây có sóng không? Không. Thế à? Không có sóng điện thoại à? Thế cháu xem bằng cái gì? Tải về sẵn à? Đúng không? À đang chơi game à? À. Máy gì? Máy quay ạ. Quay. Vâng. Soi cái gì? Không soi gì đâu, chỉ là chụp ảnh lại thôi. Vâng. Ông tưởng là đi soi cái gì à? Tưởng là soi cái gì? Không, cháu không soi gì đâu. Vâng. Cháu đi chơi thôi. Vâng. Thế bố mẹ đâu rồi? Mẹ nhà. À đi làm công ty rồi à? Công ty rồi. Này ăn kẹo không? À. Xin chú. Dạ xin chú. Ồ ngoan quá. Dạ. Không biết đâu. À bố mẹ đi làm công ty hết rồi à? Ở nhà với ông bà thế à? Công ty hết rồi. Vâng. Đây chính là ngôi nhà của người Nùng ấy mọi người ạ. Chúng ta nhìn thì chúng ta cũng nhận biết được luôn, bởi vì là trước cửa nhà họ luôn luôn có những câu đối. Chú vào nhà chơi được. À, chú vào nhà chơi nhá. Ờ. À. À, ok. Đấy, trước cửa là có những câu đối như này, có rất nhiều những lá bùa. Đó. À, vào nhà chơi tí đi nhỉ. Ở trong này điện rất là sáng luôn đấy. Ở đây họ có điện đấy. Đó. Ngôi nhà đặc trưng của người Nùng. Vâng ạ, cháu cảm ơn ông. Trời nó không mưa đâu. Nó mưa nhỏ nhỏ thôi nhở? Nhỏ, vâng, nó chỉ sấm sấm nhỏ nhỏ, nó không xuống hạt to. Cháu bảo đi cuối con đường này là đi về đâu hả ông? Đi vào Mông. À, bản Mông à? Bản Mông ấy. Đông nhà không ạ? Có đông đấy. Đường đi có dễ không ạ? Dễ đi, dễ đường cái đi hết rồi. Dễ đi nhưng toàn bùn. À, nhưng toàn bùn nữa. À, con đi vào đấy lần nào chưa? Đi nhiều rồi. À thế à? À. Trẻ con ai cũng được đi vào đấy rồi. Vâng. Thì cũng giống như nhiều vùng nông thôn khác thôi các bạn ạ. Ở đây thì bố mẹ cũng đi làm ăn xa để các con ở nhà với ông bà như này này. Đó. Hai cậu bé đang chơi điện thoại. Người ông. Có vẻ như là trời cũng không mưa đâu. Là mình lại xin phép. Không mưa. Vâng, thế thôi con xin phép ạ. Con lại đi ra ngoài kia. Trong này. Vâng. Vâng. Vâng, nó tạnh rồi, con xin phép ông nhá. Vâng. Vâng, con chào ông, chào hai đứa nhá. Chú nhà đâu ấy? Chú ở Hà Nội cơ. Chú bốc bộ.
Chú đi bộ. Nhanh nhất Đi đi chơi không? Không à. Bye bye nhá. À, con chào ông ạ. Vâng. Rồi nó cũng chả mưa to đâu mọi người, nó chỉ đơn giản đấy thôi. Ở đây tôi còn thấy những cái bậc đá rất là tự nhiên như này. Đó. Có vẻ như trên này vẫn còn nhà nữa này. Hình như là nhà người Nùng thì họ vẫn đang nuôi trâu bò ở dưới sàn nhà thì phải. Đúng rồi, đây tôi thấy một gia đình họ có một cái chuồng ở phía dưới sàn nhà này. Đấy, có những con bò thì phải. Trên nhà thì sẽ là nơi ở, nhà của ông cũng vậy. À, vậy là mọi người vẫn đang nuôi trâu bò ở dưới gầm nhà, cả lợn nữa này. Đó. À, chào cháu nhá. Đấy. Sàn nhà họ sẽ để dành nuôi rất nhiều những con vật. Nhà nào cũng thế thì phải. Và có rất nhiều những câu đối, có những cái chữ nôm, chữ Hán, chữ Nho gì đấy. Đấy, nhà nào cũng thế luôn đấy mọi người ạ. Nhà nào cũng nuôi gia súc, gia cầm ở dưới gầm nhà, dưới sàn nhà ấy. Đấy là một cái đặc trưng khá là đặc biệt đấy. Ui, con gà nó còn chui ra này. Không phải là vùng đất nào họ cũng nuôi những con vật ở dưới gầm nhà đâu. Có thể là ở trên thì người ở, dưới thì động vật ở, thì chỉ mất một công làm nhà, làm chuồng thôi. Không mất nhiều công quá. Chỉ cần một lần làm thôi là có cả nhà cho người ở và chuồng cho động vật ở, gia súc gia cầm ở. Đây này. Đây cũng lợn với gà này. Ồ, những ngôi nhà truyền thống thì tôi thấy nó cũng không quá khang trang đâu. Nó cũng vừa phải thôi. Và thậm chí là có những ngôi nhà là hơi đơn sơ. Đó, hơi đơn sơ một chút. Nhưng mà hơi vắng mọi người ạ. Không biết là trời mưa hay là bà con họ đi công ty hay đi làm ăn hết rồi. Thấy ít người ấy. Cháu chào bác ạ. Vâng, bác đi lấy chuối về à? Vâng. Vâng, bác đi lấy chuối cho lợn. Ô, lại mưa to rồi. Vâng ạ, nhà bác ở đâu? Nhà bác ở đâu? À đây à? Ờ. Cháu chú nhờ mưa thì nhá, nó lại mưa to xuống rồi. Đây, chúng ta lại tới một ngôi nhà cũng rất là đặc trưng của những người đồng bào dân tộc Nùng, cái cầu thang này. Thường thì nhà nào cũng có một cái cầu thang đá thì phải. Bên ngoài thì có một cái sàn để đồ cũng như là đi lại. Thôi, tôi chờ bác đã, ngồi ở đây cho nó đỡ bị dính mưa, mưa quá. À, các bạn thấy không, một hình ảnh cũng rất là đẹp khi mà chúng ta ngồi ở đây có trời mưa và chúng ta được ngắm cái ngôi nhà có mái ngói âm dương này. Nó hơi cũ kỹ một chút. Nếu mà ở trong tâm thế tâm trạng của một người hơi có chút nỗi buồn thì khi mà trời mưa và ngồi như này nhìn ra ngoài thì đúng là buồn thối ruột thối gan. Mà không biết là việc ngồi ở giữa cầu thang nhà như này thì nó có kiêng thì không, mình cũng không rõ, mình chưa hiểu nhiều về văn hóa của người Nùng. Đấy. Chó không thèm cắn mình luôn. Không thấy bác về nhà, không biết là bác đi đâu mất rồi. Có mỗi mình Trao đang ngồi ở bậc cầu thang này mà. À, ngắm mưa thôi, nhà cũng không có ai cả. Con chó nó cũng chả thèm sủa ở mình nhỉ. Trời thì có vẻ là cũng rất là nặng hạt đấy, không biết là nó sẽ mưa đến tầm mấy giờ. Nhưng mà cơn mưa này không phải là sẽ nhanh ngớt.
Rồi, cuối cùng thì nó đã tạnh rồi. Và cháu hình như thấy là trên nhà đang có bé sơ sinh như thế này. Có thể là mọi người họ cũng sẽ kiêng người lạ, nhưng mà có trẻ nhỏ nên là chúng ta sẽ không làm phiền gia đình này nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của mình. Đây này, gia đình này hình như là họ đang có con nhỏ thì phải. Ở đây bà con vẫn dùng cái đầu thu tín hiệu truyền hình nhỉ? Đó. Nó vẫn còn rất là phổ biến ở trên vùng cao. À, bây giờ mới bị chó sủa. Đi từ sáng giờ, à đó, từ nãy giờ không thấy con chó nào sủa. Nhưng mà có vẻ là hơi vắng thật, không biết là mọi người đi đâu hết. Gặp một bạn trẻ nào đấy có phải vui không? Có người trò chuyện. Không có ai ở nhà đâu. Ui, chó. Sợ thế. Thôi, có chó thì chúng ta hãy đi ra. Nhà nào cũng có ấy, nhà nào cũng có một cái chuồng ở dưới và có những câu đối ở cửa, kể cả là cửa chuồng bò thì cũng có những câu đối. Có lẽ là đối với Trao thì Trao thích những bản làng mà nó còn hoang sơ như này, là nó vẫn còn giữ được cái truyền thống từ bao đời của người Nùng đó. Ngoài những ngôi nhà rất là cổ ra thì chúng ta bắt gặp rất là nhiều những cái chum rất là to như này để chứa nước. Cái hình ảnh này thì cũng không phải là ở đâu cũng có đâu, chỉ có ở những cái vùng đất mà của Cao Bằng ấy, thì chúng ta mới bắt gặp những cái phong cách chứa nước rất là lạ như này. Cha vẫn đang cố để tìm xem mà có thêm nhà nào có người ở nhà không. Mình muốn nói chuyện ấy. Giờ thèm người để nói chuyện ấy. Các người nói chuyện đây. Bậc thang vẫn là những cái bậc thang bằng đá như này. Nhà thì xây nhà thì dùng đá tự nhiên, mà nhà nào cũng có bậc thang như này. Họ không làm cầu thang gỗ nhá. Họ không giống người Tày, người Thái là làm cầu thang gỗ, mà họ làm cầu thang đá luôn. Đấy. Không có ai cả. À. Cuối con đường thì lại là một ngôi nhà xây. Chào anh ạ. À, đang làm gì đấy anh? À, đang dọn phân bò à? Dạ. À, dọn phân bò à? Em tới nhà mình chơi một tí được không? Được không anh? Và em tới nhà mình chơi một tí được không? Tới chơi thôi, tới tìm hiểu một chút thôi được không ạ? Dạ. Có vẻ như là chúng tôi chưa hiểu nhau. À, em tới chơi một nhà mình một xíu được không? Không được rồi. Vâng ạ. Được rồi. À, thế thôi. Chúng ta không làm phiền nữa. Cha sẽ quyết định là đi xuống phía cuối con đường kia. Mình sẽ đi sâu vào trong nữa để xem là có cái điều gì hay nữa không. Ở đây thì coi như là hôm nay chúng ta chỉ biết về phong cách nhà cửa thôi. Còn nếp sống sinh hoạt như nào chắc là phải một dịp khác, hoặc là tới một cái ngôi làng khác nữa. Thôi đi ra đi, ở đây nhiều thì có khi ấy, cũng nguy hiểm đấy, cũng không phải là đơn giản đâu. Thì chúng ta cũng không biết là tính cách của mọi người nó như thế nào.
Bây giờ thì cháu đã đi tới phía cuối của con đường bê tông và ở đoạn này thì chỉ có đường đất thôi. Khi mà nhìn cái chiếc xe máy mà nó phải phủ một cái tấm bạt này để che mưa che nắng thì chúng ta hiểu là chặng đường phía trước không hề đơn giản một chút nào. Có thể là có những người họ đã phải bỏ xe máy ở đây, không thể tiếp tục đi vào được phía trong nữa. Ở bên trong thì cháu có nhìn thấy cũng có rất là nhiều những ngôi nhà và có hẳn một cụm làng luôn. Và theo như lời giới thiệu thì ở trong đó sẽ là nơi sinh sống của cộng đồng những người đồng bào dân tộc Mông. Nói chung thì cha cứ đi thôi, mình cũng không biết là sẽ gặp phải tình huống gì và gặp đồng bào dân tộc nào thì mình cứ đi thôi, đi để biết, đi để cảm nhận, đi là ngôi làng phía trước. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Đây, tôi bắt gặp một anh đi ra. Đi đâu về đấy anh? Đi mua xăng đi. Đi mua xăng à? Xong lại quay lại à? Thế quay lại đón em với nhá. Ừ. Đấy, đi mua xăng phải thì phí rất ít phía ngoài để đi mua xăng, nhưng mà ông anh lại đi biển xe số 12. Số 12 thì là của Lạng Sơn. Không hiểu là có liên quan gì đến Lạng Sơn hay không. Thì Cao Bằng ở biển số xe là 11. 5 giờ chiều rồi đấy mọi người ạ, cũng không có sớm nữa đâu. Mưa thì vẫn rả rích thôi. Rất tiếc là cháu không gặp được nhiều người Nùng, mình không nói được chuyện với họ nhiều lắm. Mình đang nghi ngờ là mọi người kiểu thấy người lạ là ngồi im trong nhà ấy, không không ra ngó nghiêng gì ấy, tức là họ có một cái sự rụt rè nhất định, không cởi mở cho lắm, họ đang e dè với người lạ. Có một cái cảm giác mà cũng hơi khó chịu, đó chính là cái việc mà một người lạ cầm máy quay, giơ máy quay lên nữa. Nếu mà xin phép trước để quay thì có lẽ là cũng sẽ không thể được, mà nếu mà cứ cầm máy quay xong rồi nói chuyện thì nhiều khi mọi người cũng đề phòng ấy. Nhưng mà cha đã chọn cách thứ hai là vẫn cầm máy quay thôi. Có thể là chúng ta sẽ gặp được người cởi mở, hoặc là có thể chúng ta sẽ gặp được người nhút nhát. Thì đấy là do cái may mắn của chúng ta thôi. Thì đi quay khám phá như này đôi khi nó cũng có nhiều người họ không thích này, họ sợ máy quay này, họ ngại này, cũng nhiều tình huống đó mọi người. Nên là vui nhất là gặp được những người mà họ có cái tính cởi mở đó. Hy vọng là ngôi làng phía trong này thì sẽ như vậy. Khi mà nhìn trên cao ấy, chúng ta thấy là vùng đất này đúng là được thiên nhiên ưu đãi cho một cái phong cảnh thực sự là quá ấn tượng. Mọi người thấy là từng lớp núi nó cứ xếp chồng lên nhau, nó trải dài xa tít tắp ấy. Và không ngọn núi nào cao hơn ngọn núi nào nhá. Tất cả những ngọn núi đều bằng nhau hết, đều có chiều cao tương đương nhau. Nên là chúng ta nhìn này, cái cảnh nó rất là hút. Khi mà nhìn được cái đại cảnh thì thực sự quá ấn tượng luôn. Ở đây tôi thấy bà con họ đang trồng rất là nhiều những cái vườn gừng như này này. Đây là những cây gừng này. Sáng hôm nay cháu gặp một vùng đất khác thì họ trồng cây rong giềng. Ở trong này thì lại trồng vừng, ở trong gừng. Rất nhiều những cái giống cây trồng, nó không chỉ có một loại duy nhất. Giống như kiểu mảnh đất Hà Giang mà cha thấy rằng là Cao Bằng nó cũng có phong cảnh hùng vĩ đẹp không thua kém gì Hà Giang cả. Chỉ tiếc là còn ít người biết tới thôi. Trong này cũng có nhà này, nhưng mà thôi muộn rồi. Chúng ta bỏ qua, chúng ta đi nhanh, đi sâu vào trong. Không lát nữa là tối hẳn là cũng hơi ghê. Đất khách quê người, lạ nước lạ cái. Cũng chưa biết là chuyện gì có thể xảy ra đâu nha mọi người ạ. Đây là một vườn gừng còn to hơn phía ngoài nữa đây. Cháu nghĩ rằng là gừng cũng là một giống cây có giá trị kinh tế khá là cao. Gừng thì có thể dùng trong nấu nướng hàng ngày rồi, thậm chí làm thuốc và làm mứt nữa, mứt gừng nữa, và còn nhiều cái ứng dụng khác nữa. Ở đây có thể là một cái vùng mà có cái đầu tư về kinh tế phát triển cây gừng. Đây này, rất là nhiều những cái ruộng gừng luôn đấy. Ui, bát ngát ruộng gừng luôn này. Nhìn như kiểu lúa vàng chín ấy mọi người. Cái lá gừng nó bắt đầu già. Gừng tầm này là ngon lắm này. Thơm.
cay. Chào đang đi qua những ngôi mộ màu trắng này. Có lẽ đây là mộ của người Nùng chắc. Sao lại có chó ra vẫy đuôi ấy nhỉ? Quen gì đâu. Đi qua mộ xong rồi chó ra vẫy đuôi. Chung chung chung. Quen gì đâu. Mừng như chủ mày đấy. Giống không? Giống chủ của mày không? Làm gì giống? Cái bạn này hay nha. Quen biết gì đâu. Chiêu chiêu chiêu. Chiêu chiêu chiêu. Đi. Về. Sao lại ở khu mộ trắng lại có một con chó ra quẫy đuôi mình nhỉ? Cái ngôi mộ trắng này, một con chó cứ ra mừng này. Sợ đấy. Ôi. Đi nhanh khỏi chỗ này. Kìa, có anh của nhà im lìm này mọi người. Chắc là phải công nhận là cũng khá là hoang vu, hẻo lánh. Và hoàn toàn là không có sóng điện thoại nha mọi người. Không có sóng điện thoại luôn. Đấy. Không sóng luôn. Không có một giọt sóng nào cả. À mình nhầm, bây giờ mới gần 5 giờ thôi. Không có thấy sóng nào. Không biết con chó cái chủ của nó là ai nhỉ? Sao nó cứ mừng mình như là chủ của nó nhỉ? Kỳ lạ. Lại mưa nặng hạt rồi. Lại nhọ rồi. Cái kiểu dầm mưa dãi nắng này cũng rất dễ bị xuống sức, bị ốm. Đây tôi còn thấy họ trồng thêm cả những cây đỗ này. Rất nhiều những giống cây trồng ấy. Không trồng một loại cây. Con chó nó lại theo mình đây. Chút chút. Eo. Ê. Ê. Thôi để anh bạn này dẫn đường vậy. Không biết là có nhân duyên gì không. Hay là có cái điều gì không. Nhưng mà thôi. Kệ đi. Đây rồi. Có vẻ như là chúng ta đã đi vào gần cửa ngõ của ngôi làng rồi. Bao bọc xung quanh nó thì vẫn là những quả núi thôi. Và đặc biệt là những quả núi, nó không có quả nào cao vượt trội cả. Quả nào cũng bằng nhau. Người ta gọi là cao bằng. Chắc là vì như thế. Cao bằng mình cũng chưa cắt nghĩa được. Cao thì chắc chắn là ở cao rồi. Nhưng mà lại bằng thì có thể là những ngọn núi nó bằng nhau thì người ta gọi là cao bằng chăng? Có thể là thế. Logic phết. Khá là logic, khá là hợp lý. Màu mỡ phết đấy. Đây, ngoài trồng gừng họ còn trồng thêm đỗ cô ve thì phải. Hay là cái củ đậu ấy, mình không nhận biết được nữa. Nhưng mà khá là màu mỡ đấy. Đa dạng giống cây trồng. Chỉ tiếc là cha không gặp được người. Mình rất thích gặp người ấy. Gặp người để nói chuyện ấy. Nhưng mà cứ nói một mình như này như dở hơi. Gặp người nói chuyện nó mới vui. Chúng ta mới khai thác được nhiều thông tin, nhưng thông tin của Trao nhiều khi nó chỉ là một chiều. Anh bạn chó mất hút rồi. Chúng ta lại đi qua một khu vườn gừng nữa. Nếu mà trồng nhiều này chắc chắn phải có đầu ra rồi. Có đơn vị thu mua và phải bán cho một nơi nào đó họ chuyên tập kết. Thì mới trồng nhiều như này. Đấy cũng là cái logic của mình. Ôi xa đấy nhỉ. Trời ơi, mưa nặng hạt quá rồi. Thế ông anh đi đổ xăng trước đấy quay lại. Mà càng mưa to thì đường nó càng trơn đấy. Nó khó đi hơn.
Trong này thì cháu thấy nếu mà là bản làng người Mông thì thấy họ cũng lợp mái nhà bằng ngói âm dương. Đây, ngôi nhà phía trước này có thể là bị ảnh hưởng cái phong cách của những người đồng bào Nùng, hoặc là ở đây nó không có nhiều cái sự lựa chọn về mặt vật liệu nên là người ta dùng ngói âm dương cho nó đơn giản, vì ai cũng dùng nó dễ kiếm. Đường xấu quá mọi người ạ. Nói chung là trên vùng cao Việt Nam thì còn rất nhiều những vùng đất, những bản làng nó còn rất là nhiều cái khó khăn trong việc có một con đường đi lại dễ dàng. Những bản làng nào mà có đường ngon thì kiểu gì cũng phát triển hơn. Đấy, một ngôi nhà có mái âm dương, một cái màu mái rất là đẹp, mình rất thích. Chúng ta không thể đi được hết tất cả các nhà đâu, chúng ta sẽ review chung thôi. Mình thấy rất là nhiều mùi của phân bò, phân lợn này, khá là nồng. Được rồi, vỏ cái đường đi khó mà xây được cái nhà đẹp. À, có người đi chăn lợn à chị? À, chào chị nhá. Vâng, đi chăn lợn đấy à? À, đi chăn bò à? Mưa không đội cái nón vào. Trường bò xa không? À, trong này có điểm trường mầm non à? Ồ, tuyệt quá. Mình đang nghĩ là không biết là trong này trẻ con đi học kiểu gì lại có một điểm trường mầm non. Này, nhà cửa mình thấy còn đẹp hơn nhà của người Nùng ấy. Thật. Rồi, có người để nói chuyện này. Vào làm quen nhé. Chị nhiều bò không? Chị gái ơi, có mấy con bò đây? Một con, hai con thôi. Một con, hai con hả? À, cụ thể là hai con đúng không? À, chào anh ạ. Chào anh. Mưa quá. Vào nhà thì anh ơi. Nhà đâu? Nhà nào? Nhà chị là nhà nào? Ở trên này mà anh có quay ấy. À, nhà xây đấy à? Vâng. Chào anh nhá. Vâng. Mưa quá cho em đứng nhờ mưa tí. Mình vừa đi làm gì về đấy? Ở nhà thôi. À, ở nhà thôi à? Ôi, em tìm được đường vào trong này không? Xa thật đấy. Cái bản này nó tên là bản gì? Thôn Lình. Dạ? Lình. Không, tên của cái bản này cơ mà. Lũng Mủn. À, Lũng Mủn à? À, bản Lũng Mủn. Trong này là người Mông hết à chị gái? À, vậy là trong này là hoàn toàn là 100% là người Mông rồi. Nhưng mà họ lại không làm chuồng bò ở dưới sàn nhà, mà họ làm chuồng bò ngay cạnh nhà đó. Trâu ấy chứ, nhà một con trâu một con bò ấy chứ. Trâu. Ừ. Trong này có bao nhiêu nhà hả anh chị? Hả? Trong này có bao nhiêu nhà? 40 nhà. 40 nhà cơ à? Cái đường đi lại khó quá nhỉ? Đường đi khó. À. Này cho con này. Đẹp dai thế. Ủa ơi, ai cắt tóc cho mà đẹp thế? Không biết xem. Kẹo sữa đấy, mềm lắm, dễ ăn. Đi cắt tóc ở đâu mà đẹp này, đẹp trai này? Đi cắt ở chợ. Ui, ra tận chợ cắt gà đấy này. Nó còn cái gì cạo mấy cái chữ Z ở đây này, trông rất là gấu luôn đấy. Chị đi về à? À, chưa về à? Vâng. Mưa quá. Chúng ta sẽ quan sát một chút về một gia đình người Mông nhé. Lúc nãy gia đình người Nùng thì chúng ta vào rồi. Người Mông thì chắc là cũng không quá lạ nữa rồi, quá quen thuộc với Trao cũng như là rất nhiều khán giả rồi. Đấy. Vâng. Mình anh ở nhà thế à? Vợ con đâu hết rồi? Vợ đi làm đấy. À, vợ đi làm à? Dạ. Vâng. Em hỏi ở đây mình có theo đạo không anh? Theo mà. Mình đang là theo đạo gì? Theo đạo Cơ Đốc.
Đạo gì? Đạo Cơ Đốc. Đạo Ca Đông á? Cơ Đốc. À, Cơ Đốc à? À, đạo Cơ Đốc. Cả làng mình theo đạo Cơ Đốc à? Cả làng. À. À, rồi. Vậy là mọi người theo đạo Cơ Đốc. Trong này mọi người theo đạo Cơ Đốc. Ô, oh, chào cháu nhá. Con gái anh đấy à? Không phải đâu, trai quả em. Thế à, cháu mấy tuổi rồi? Gần 10 tuổi. Gần 10 tuổi rồi. Ôi, bế em vẹo cả nách nhỉ. Lại cho cú này, ăn kẹo không? Cái gì? Không nói câu gì hả? Cười đấy hả? Sợ à? Không có gì sợ đâu. Chú hiền không mà có gì sợ. Đạo Cơ Đốc à, lần đầu tiên mình nghe. Mình cũng chưa hiểu lắm về đạo Cơ Đốc. Ô, chị gái chạy đâu mất rồi? À, đi về rồi à? Thôi, vậy thì chúng ta lại thử đi một vòng ngôi làng cũng được. Mưa quá. Nhưng mà kệ đi, ướt cũng được, không sao. Giai đẹp đi chơi không? Đưa chú đi chơi không? Hả? À, xin chào, vâng. Ồ, đang làm gì đấy anh? Đang lượn thế à? Trời mưa lượn à? Nhà mình đây à? Ôi, nhiều chó thế. Vâng. Nói chung là mình thấy không gian sống của những người Mông trong này cũng khá là gọn gàng, sạch sẽ. Nhà cửa cũng vậy, nhà cửa cũng rất là ok. Nói chung là mỗi đồng bào dân tộc thì sẽ có một cái phong cách sinh hoạt, nhà cửa khác nhau, không đồng bào nào giống đồng bào nào mà. Đó. Cháu chào cô ạ, chào chú ạ. Vâng, chào gia đình ạ. Cháu xin phép vào nhà chơi xíu nhé. Nhà có trẻ con không? Nhà không, nhà anh trai bên kia có nhà. À, nhà không có đứa bé nào à? Tưởng có đứa bé nào cho các cháu gói kẹo. Anh là anh trao trao là ờ à, đúng rồi, sao biết em xem nhiều à? Trời ơi, ok, may quá. Anh đang sợ vào đây bị làm sao lại gặp người quen này. Tôi thấy ở trên giường có treo ảnh Bác Hồ ấy. Em xem nhiều hả? Nhưng trong này làm gì có mạng? Có mà. À đâu có hả? Đây có mạng. Đúng rồi. À trong này có sóng rồi à? Trời ơi, gần xá mà. Ở ngoài kia không có. Bên ngoài trên kia không có. Ừ, thế là anh tưởng trong này không có. Vâng ạ. Thế là bố mẹ em đây à? Bố mẹ. Em lấy vợ chưa? Em chưa. Năm nay bao tuổi rồi? Em 24. 24 à? Già rồi đấy. Già rồi đấy, 24 là ế rồi đấy. 24 ở trên vùng quê mình là chả ế rồi còn gì. Ế lòi ra rồi còn gì nữa. Dưới thành phố thì nó dưới thành phố thì muộn hơn. Trên quê nó bảo ế. Ế rồi, em là ế rồi đấy. Mà chắc là lo làm kinh tế trước đúng không? Lấy vợ sau đúng không? Chắc là chưa có duyên. Chưa có duyên. Ở đây là làm kinh tế là làm những công việc gì em? Đúng rồi, giờ trên này chăn nuôi. Chăn nuôi, lợn bò, trồng gừng. Núi toàn đá không trồng được. À, núi đá không trồng được gừng à chú? Đây là núi toàn đá không trồng được. À, thế là không trồng được gừng, chỉ ở phía ngoài thôi đúng không? Đây. À. Nhưng mà trong này ai cũng nói được tiếng phổ thông rõ nhỉ? Mẹ em nói được không? Đi chợ là theo mẹ nghe họ nói nè. À, chú đi chợ nghe theo họ nói xong mình học được. Thế cứ biết cái này là cái gì nào. Người già, trước là phải đi chợ nhiều. Cập nhật mỗi lần một tí tẹo đó. À, mỗi lần đi chợ là cập nhật một tí tẹo. Thế là nhiều lần đi chợ là nói được tiếng Kinh. Chú đừng gần 60 rồi tuổi đời à. À, chú gần 60. Già rồi đấy. Thế phải chú phải đi chợ cả nghìn lần thì mới nói được tiếng Kinh chứ nhỉ. Hàng bao nhiêu nghìn rồi. Bao nhiêu nghìn lần rồi. Trước kia ở vùng lúc còn là thanh niên là đi rồi. À. Vùng cao thì toàn là người Nùng. À. Người Tài ở dưới Hà Quảng mới có, vùng cao được khu thì toàn là người Nùng. Vâng. À, rồi. Đấy, học tiếng Kinh gian nan nhỉ. Đi chợ cả mấy nghìn lần mới học được. Người già nó mới học, mới biết. Trước kia cả những người Nùng không biết tiếng Kinh. Dạ. Dạ. Rồi, cháu đi từ ngoài kia vào, nóng mệt quá. Đường đi khó nhỉ? Đường khó mà. Khó thật. Thế mới biết tức là... Chỗ làng này...
Nhà nước chưa đầu tư đường vào. Qua đường nào? Qua... Vâng, qua đường đấy, từ cái làng người Nùng vào đây đây. Khó khăn, đường đi khó khăn thật. Thế đi xe là... Đi bộ. Đi bộ á? Ừ, đi bộ một mình, đi một mình luôn. Ê, hôm gì mà, mấy hôm trước là em xem thấy là anh bảo là anh qua Dùng Khánh ấy. Ừ, thế là không ngờ gặp đây thật hả? Thế cháu quê ở đâu? Cháu Hà Nội ạ. Hà Nội hả? Vâng. Ôi, cái thằng bao nhiêu cây số đấy? Hơn 300 cây. Nhiều hơn nữa đấy, xa lắm, xa lắm. Mà xem bản đồ thì nó hơn 300 cây. Ừ. Em tên là gì nhỉ? Em tên Bằng. Bằng à? À, gia đình của Bằng thì lại không theo đạo Cơ Đốc hay là Tin Lành, đấy, theo Bác Hồ thôi nhỉ? Theo Bác Hồ thôi. Vì cha nhìn thấy là trên tường kia có treo ảnh của Bác, đấy, theo chú bảo là theo chính phủ đấy. Theo chính phủ. Không theo nào thì vẫn là theo chính phủ thôi. Vâng, vẫn là theo đảng nhà nước hết thôi. Vâng. Vì nhà nước mình cũng là tự do tín ngưỡng mà. Vâng. Đó, nhưng cũng không ép buộc. Nhưng gia đình mình không theo thì cũng không sao. Thế đấy là lựa chọn thôi, đúng không? Cứ là nôi lợn nôi bò là hết vụ nhà nước mình là tự do. Đúng rồi. Cứ nuôi lợn nuôi bò xong rồi cứ thế mà phát triển kinh tế thôi, cứ làm giàu thôi. Thuốc thang với bệnh viện thôi. Vâng, đúng rồi. Ốm thì đi thuốc thang bệnh viện thế thôi. Cuộc sống đơn giản đúng không? Này, tí nữa cho anh số xong bao giờ cưới vợ mời anh lên với, được không? Được, anh được muốn xem đám cưới của em ấy. Nhá, được. Nhất trí, được không? Được. Ừ, chắc là cũng sang năm hoặc cuối năm thôi à. Em thì chưa biết thế nào thôi. À, nhưng mà có cho anh số đi, thế nào anh muốn bao giờ cưới vợ anh lên kiểu xem em làm cưới vợ như nào. Cháu thích xem văn hóa đám cưới người Mông ấy. Đấy. Vâng. Đó thú vị mà. Nhất là đám cưới vùng cao kể cả là dân tộc nào cũng thế thôi. Đây. Đấy, nó rất là hay. Ôi dồi, cái thằng cu này nó đi mưa về ướt hết này. Này cho con này. Kẹo sữa siêu ngon. Ui dồi, giỏi quá. Đó, thôi cháu xin phép chú nhá. Vâng, cháu đi chơi một tí. Nếu mà có thời gian được nói chuyện với chú là vui lắm ấy. Tí quay về đây ngủ với Bằng rồi cháu. Vâng, nhất trí ạ. Nhưng mà mưa quá, tìm cái áo mưa cho. Ừ, cái mặc cái áo mưa đi. Chờ tạnh mưa để lâu lắm. Tại vì mình thấy khá là bất ngờ khi mà vào ngôi làng này thì kiểu mọi người nói được tiếng phổ thông rất là tốt ấy. Chú ạ, không phải là ở ngôi làng người Mông nào cũng thế đâu. Nhiều nơi là họ chỉ bốc thôi. Đúng rồi. Vâng. Mà chú ở gần như Đông Văn Nùng. Vâng. Mà đi chợ tiếp xúc mỗi lần một tí tẹo thôi. Đấy, đi chợ mỗi lần tiếp xúc một tí tẹo. Vâng. Câu chuyện học tiếng Kinh của chú rất hay. Đi chợ mỗi lần tiếp xúc một tí tẹo. Cháu chào cô ạ. Vâng. Bà không biết nghe. À, bà không biết nghe. Cảm nhận. Vâng, vâng ạ. Thế mà chú không dạy cho. Hay là không rủ đi chợ? À, rủ đi nhưng không chịu học đúng không ạ? Mời cháu xin phép. À, ui dồi, nhiều em bé thế. Này, ra đây anh bảo. Ôi dồi. Nào, đứa nào chưa có kẹo nào? Đây anh mặc cái mưa. Không, này. Anh không cần đâu, em cũng mặc vào đi. Đúng, nhưng mà tí anh ướt đấy. Không cần đâu. Đâu, đứa nào chưa có này. Hả? À, cháu tên là gì nào? Duyên. Duyên à, mấy tuổi rồi? Hả? Bao nhiêu? 10 tuổi à, học lớp mấy? Hả? Học lớp mấy không nhớ hả? Học lớp 5 à? Ủa, cô bé này rất là xinh thế này, cái duyên này. Ừ, xinh quá. Còn đứa nào không có nhỉ? Đây nữa đúng không? Ở trẻ em ở đây rất là xinh luôn ấy. Này, ừ. À, chào chị nhá. Đi lấy cỏ cho bò à? Lấy cỏ cho bò. Duyên này rất xinh luôn này. Bye bye nhá. Đi. Đâu đi ra bên kia. Ủa, là tùy đi. Tùy em thích đưa anh đi đâu, đi làng mình chỗ nào hay nhất thì đưa đi. Làng em thì cũng chẳng có chỗ nào hay đâu. Làng còn nhiều con gái chưa chồng không? Không, làng không, à, giờ không có rồi. Hết rồi à? Thế em đi tán gái thì em phải đi tán ở đó. Em đi xa cơ. Đi xa. Đây mà mưa là anh mặc cái áo này đi. Ờ, không cần đâu, đi xa là đi bao xa? Tầm cũng khá xa đấy. Khá xa là bao xa ấy chứ. Anh ô. Anh cũng không có ô luôn, chả biết anh vứt ô đâu. Thôi không, thôi cho anh mượn cái áo mưa đi nhỉ. Bằng vẫn chưa tiết lộ cho tôi biết là đi tán gái hết bao nhiêu xa. Muốn đi tán gái cùng Bằng. Tùy từng lúc ấy anh ạ. Hả? À? Tùy từng lúc. Thế à? Bởi vì anh muốn đi tán gái cùng em ấy.
Hoặc là em giấu em không cho anh đi tán cùng đúng không? Thì từng dối mình quen người đâu thì đi ở đấy thôi. Còn... Như ông này ông giữ riêng cho mình nhá. Ông không chia sẻ nữa. Một ngôi làng này, trời đổ mưa thì nó cũng khá là buồn. Đúng, vừa mới mưa. Ừ. Quá anh lại vào đúng hôm mưa. Anh thấy ở đây hình như không mặc quần áo váy mông nữa à? Giờ không rồi. À thế à? Dạ. Mặc hiện đại hết rồi đúng không? Đúng rồi, ngày lễ gì đấy người ta mới thế mặc à? Tức là kiểu phụ nữ hay người lớn tuổi họ cũng mặc quần áo hiện đại hết rồi đúng không? Vâng. Ở đấy mình thấy kiểu thấy lạ lạ, thấy mọi người vẫn mặc trang phục người Kinh. Hoặc là mặc như thế đi làm nó thoải mái hơn. Mặc như thế đi làm nó thoải mái hơn, không bị nóng ấy nhờ. Cái bộ truyền thống thì thực sự nó rất là nóng. Đi chơi với chú không mấy đứa? Đi chơi cho vui không? Đi, mưa có làm gì đâu, đi. Kệ dắt bọn trẻ con đi cho vui. Con này nó thích đi chơi lắm. Ồ, cái điểm trường này cũng xuống cấp rồi nhờ. Giờ xuống cấp rồi, giờ không dạy ở đây nữa. Toàn chuyện ra trường chính dạy hết rồi. À trong này không dạy học nữa à? Đây, bỏ rồi à? Bỏ được 2-3 năm gì đấy rồi. À bỏ được 2-3 năm rồi à? Ồ, thế mình không biết. Mình cứ tưởng là còn đang sử dụng cơ. Nếu mà đang sử dụng thì đúng là đang trong tình trạng xuống cấp rồi. Giờ không dạy nữa, xuống cấp. Ê, mấy cái chum này là bao nhiêu tiền một cái nếu mà làm ấy? Chum đấy là nó làm từ thời được 30 mấy năm rồi. 30 mấy năm rồi á? Thế không biết là làm hết bao nhiêu tiền một cái chum à? Lúc đấy là nhà nước hỗ trợ mà. À nhà nước hỗ trợ à? Nhưng mà cái vật liệu chính của nó là gì? Xi măng à? Bê tông à? Bê tông độ. Anh lại tưởng nó là bằng sành sứ gì cơ, bằng đất. Đấy là bằng bê tông người ta sát. Nói chung là vào bản làng của người Mông thì chúng ta vẫn luôn luôn bắt gặp được rất là những người, bắt gặp được rất là nhiều người có cái cá tính, cái tính cách thân thiện, cởi mở. Ít khi mà trao đến bản Mông mà kiểu giống như là bị từ chối. Lúc nào cũng sẽ gặp được rất là nhiều người sẵn sàng đón tiếp. Đấy, rất là tuyệt vời một cái đức tính của người Mông ở vùng đất nào cũng thế. Đây mấy đứa trẻ con này chui hết vào bụi chuối rồi. Thật ra là mình thấy là ở đây thì đường đi lại quanh làng nó cũng còn đơn giản lắm, chỉ là những con đường mòn, đường đất nó nhỏ như này thôi, không phải là đường bê tông. Tất nhiên là chắc là không khó thật rồi, khá là đơn giản thôi. Nhưng mà thấy đời sống cũng trù phú hơn, kinh tế cũng khá giả hơn người Mông Hà Giang, mình cảm nhận như vậy. Cháu chào chú ạ. Dạ vâng. Chào anh. À lúc nãy gặp nhau rồi mà đúng không? Nhà dưới kia. À lại lên đây chơi nhỉ? Ừ. U nhiều trâu nhỉ? Mấy con. Ở đây nó cuộc sống đi lại khó khăn nhưng mà điều kiện kinh tế mình thấy là ok. Đấy, nó là thiếu nước thôi. Thiếu nước à? Vâng. Trên này là không có nước nguồn ấy. À không có nước nguồn. À đấy là lý do vì sao mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều những cái chum. Thấy rất nhiều những cái chum là vì thế. Dạ. Anh là nhà. Thôi cứ vào một gia đình nữa nhé. Thôi cứ mặc áo mưa vào. Thôi mặc áo mưa vào được nhỉ? Được á. Nhà. Ui nhà có cả wifi này. Xịn đấy. Đấy. Nhà nước hỗ trợ ấy. À wifi nhà nước hỗ trợ à? À thế là ở đây cũng được hỗ trợ rất là nhiều. Tuyệt vời quá nhỉ. Hỗ trợ cho những hộ nghèo ấy. À, hộ nghèo là được hỗ trợ wifi, vâng. Internet. Hay nhỉ, tuyệt vời đấy. Còn ở trên này mà bảo đầu tư wifi thì chắc là người dân được không đầu tư được. Đúng rồi, người dân không đầu tư được. Bọn trẻ con nó vẫn đang rất là kiểu hiếu kỳ. À, chào em. Đang nấu cơm mà. Anh tới chơi một chút thôi. Tới gia đình một chút, tìm hiểu một chút thôi. Thì bằng đưa đi đâu thì vào đấy thôi, cũng không biết đi đâu. Anh tham quan thì làm em thì em mới đưa anh đi. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chú sinh năm 70. À 57 tuổi.
gia đình có rất là nhiều bằng khen luôn, giấy khen luôn. Đấy, tuyệt vời. Ôi trẻ con khóc à. Bất, cháu xin phép ạ. Cháu kiểu tới tham quan một chút thôi. Vâng, cháu cảm ơn gia đình ạ. Vâng, cháu xin phép ạ. Anh Bảo ở đây có hoàn cảnh nào đặc biệt không? Có một bà trên này. Một bà ấy bị làm sao? Bà ấy là bị rồi. Em không biết, nhưng mà từ trước em thấy là nó bị lưng gồng ấy. À thế à? Bị em có con cháu con cái gì không? Không. Bà một mình. Đơn thân một mình à? Vâng. À, hay là đi vào nhà bà chơi tí đi nhỉ? Đường này. Qua đường này. Mấy đứa còn đi chơi nữa không? Đi không? Đi chơi tiếp đi. Chắc là cha cũng tới một gia đình nữa thôi, xong rồi là chúng ta cũng xin phép đi ra khỏi ngôi làng, bởi vì là mưa quá rồi mà trời bắt đầu anh lại đi đúng tối là lúc trời mưa. Em nhớ nhá, đám cưới phải mời anh nhá. Vâng. Ừ, anh không bao giờ đổi số điện thoại đâu, chỉ sợ em đổi rồi. Sẵn sàng lên đây ăn cưới với em. Uống rượu 3 ngày 3 đêm luôn. Ở đây có uống rượu không? Đồng ý đoạn này ạ. Hả? Đồng ý đoạn này. Uống ít thế à? Em thì uống ít thôi. Ờ. Bà ấy không biết về nhà chứ. Nhà bà ấy không phải. Rồi. Toàn chum là chum. Rất nhiều chum luôn. Đấy, xây ở đấy đựng nước. Nhưng mà nó vẫn đang chứa nước đúng không? Nó vẫn đang dùng được đúng không? Dùng được. Ờ. Bà ấy chắc đi làm chưa về. Thấy đóng cửa hết rồi. À, bà chưa về à? Bà chưa về. Mưa gió nó hơi nhét nhác một chút. Chắc đi làm chưa về, khóa cửa. Khóa cửa rồi à? Đó, khóa cửa. Tiếc nhà. Ồ, ngôi nhà này cũng nhỏ nhỉ. Bà một mình ở nên là dừng một cái tạm bà. À. Không gặp thì bà không có duyên rồi. Anh Bảo, hay là anh gửi tí quà cho hôm nào bà về, khi nào bà về em đưa cho anh nhớ. Chắc để hôm nào anh có dịp lên thì anh gửi sau. Không, cũng không biết bao giờ, bởi vì phải phụ thuộc vào em lấy vợ. Em thì chắc cũng một hai năm gì đấy. Thế thì lâu lắm, sợ bà không còn khỏe được đến lúc đấy đâu. Nhá. Nhưng mà để lúc nào anh có dịp anh lên anh gửi sau. Không sao đâu, em chỉ gặp em đưa cho bà, bảo là có người thì muốn tặng bà thế thôi là được nhá. Ok. Nhưng mà để anh đưa thì nó tốt hơn anh à. Anh biết rồi, nhưng mà anh có quan trọng điều đó đâu, quan trọng là bà nhận được quà thôi, đấy mới là điều quan trọng. Không sao đâu. Ừ, không cần phải trực tiếp là có mặt anh đâu mà. Hiểu không? Mình gọi là một chút quà nhỏ nhỏ thôi, nó cũng không có gì to tát đâu mà. Ừ, chỉ là tiền mặt thôi mà nhá. Ừ. Ok, đi ra đi xong anh đưa cho. Thôi chịu khó chạy từ nhà lên đưa cho bà giúp anh với nhá. Nhà có gì đâu. Lúc là đầu giờ chiều, lúc đấy chưa mưa chắc bà đi làm rồi. Ok. Đấy. Nhà nghề Mông nhưng vẫn lợp ngoài âm dương nhỉ. Chắc đi làm. Đấy, đi sống với cỏ. Sống cạnh người Tày người Nùng ấy đúng không? Đấy. Cái phong cách này là ảnh hưởng của người Tày Nùng ấy đúng không? Đấy. Cũng chả có ai ở nhà rồi. Thôi đi ra đi nhỉ. Như ban đầu cha nói thì chúng ta cũng không thể đi hết tất cả hộ dân ở đây được, cũng chỉ đi tới một vài gia đình thôi, tìm hiểu một vài câu chuyện thôi. Chúng ta biết rằng đây là một ngôi làng của người Mông và có ảnh hưởng của người Tày Nùng đó, và không còn mặc nhiều trang phục truyền thống nữa, thay vào đó là những bộ quần áo người Kinh, và cũng có những gia đình theo đạo Cơ Đốc và những gia đình theo đạo Tin Lành, và những gia đình thì không theo đạo nào cả đó. Thì một chuyến hành trình, một chuyến khám phá thì cháu cũng có được những cái thông tin như vậy để gửi tới quý khán giả. Hy vọng rằng là 1-2 năm sau thì chúng ta sẽ quay lại đây và ăn đám cưới của em Bằng. Chờ em Bằng mấy bữa cho biết thế nào ấy đám cưới rồi anh. Này, anh nhờ Bằng nếu bà về thì xin gửi bà giúp anh với nhá. Bà là có một cháu ở dưới Hà Nội lên đây chơi.
biết hoàn cảnh của bà thì gửi bà một chút gọi là mua gói mắm gói muối thôi. Đó. Em nhá. Thay mặt bà là cảm ơn anh okay. rất nhiều. Ok. Nên là tấm lòng của anh. Ừ. Ok. Rồi, anh rất là tin, rất là tin tưởng em nhá. Nhớ đưa cho bà nhá. Rồi. Ok. Em thay mặt bà cảm ơn anh nhá. Ừ. Ok. Thôi chắc bây giờ anh em mình chia tay thôi nhỉ. Okay. Anh nhưng mà vào nhà em chơi lúc đó thôi. Để chưa thấy muộn quá, rồi. Anh sợ tối. Ấy. Hôm nào gặp lại nhá. Rồi. Ừ. Ok. Rồi, cảm ơn Bằng nhá, cảm ơn Bằng rất là nhiều. Hay là chỉ anh cái áo mưa này được không? Được anh. Ừ, anh đi ra được, mưa rất quá. Nhá. Vâng. Ừ, ok. Vậy là chào đã kết thúc chuyến hành trình ngày hôm nay. Một chuyến hành trình khám phá mà cũng có rất nhiều những cái trải nghiệm thú vị. Hy vọng là qua những câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ hiểu thêm về một vùng đất mới. Một vùng đất mà còn rất nhiều những điều đặc biệt. Nếu mà có dịp thì quý khán giả cũng có thể tìm hiểu thêm về mảnh đất Cao Bằng, có thể tới đây du lịch tìm hiểu, vì ở trên này thì còn rất là nhiều những cái nơi hoang sơ đẹp và ấn tượng nữa. Ôi rồi mấy cô bé vẫn còn nhìn, bye bye. Mấy cô bé vẫn còn nhìn theo mãi. Ôi làm sao xuyến quá. Một lần nữa thì rất là cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng kênh YouTube Chao Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến hành trình tiếp theo.